Và để tiếp nối với chương trình, hãy cùng đến với buổi ra mắt Học viện Người Mẫu Amstar Model Academy vừa được diễn ra vào ngày 30 tháng 3. Vừa qua tại The Royal Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, họp báo ra mắt Amstar Model Academy đã diễn ra với sự tham gia của nhiều gương mặt kỳ cựu trong giới thời trang người mẫu cũng như các đơn vị báo chí truyền thông. Amstar là dự án đào tạo người mẫu của Gia Minh Media và nhà thiết kế Việt Hùng với vai trò giám đốc điều hành chuyên môn. Amstar hướng đến một cái tác phong người mẫu và những cái kỹ năng để hoàn thiện mình hơn về giao tiếp, về ứng xử cũng như là những cái kỹ năng làm việc chuyên nghiệp nhất trên sàn catwalk cũng giống như ở hậu trường. Đó là một cái vấn đề mà Amstar cỡ đang chú trọng. Và cái thứ ba nữa là đối tượng mà Amstar mong muốn là không phải chỉ là những người mẫu chuyên hoạt động lĩnh vực chuyên nghiệp mà có thể cả những cô gái rất trẻ, rất đẹp và kể cả những trẻ em cũng giống như những người phụ nữ đã có gia đình, vẫn Amstar vẫn mong muốn đồng hành cùng họ để họ kiện toàn hơn cho cái vẻ bề ngoài của mình, thanh lịch hơn, sang trọng hơn, hay là mỗi người mỗi cái phong thái, mỗi cái hình thức mà họ mong muốn vươn đến. Khi mà nói đến nghề người mẫu thì người ta chỉ nghĩ đơn thuần tới nghề người mẫu chỉ để xả những bước dài trên sàn catwalk, mà để xả những bước dài trên sàn catwalk thì cần phải học và trao đổi rất là nhiều để cho kiện toàn hơn cho mình cái tri thức và cái phong cách làm việc. Ngoài ra thì có rất là nhiều dạng người mẫu nữa, ví dụ như người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo hoặc là những người mẫu giới thiệu sản phẩm, rất là nhiều mô hình và Amstar đang dần hướng đến để cho các bạn có thể đa năng hoặc là có thể chọn lựa cho mình đúng cái mong muốn. Hùng hy vọng rằng là Hùng với những giảng viên của Amstar sẽ hỗ trợ và giúp cho các bạn có một sự chọn lựa tốt nhất và một cái chuẩn mực về kiến thức để các bạn có thể tiến xa và gắn bó với nghề. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên và cố vấn của Amstar cũng quy tụ những gương mặt có nhiều kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực và các sàn diễn trong nước quốc tế như nhiếp ảnh gia Quốc Huy, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, siêu mẫu Người đẹp Hơ An Nghê, MC Thanh Phương, Nam Vương Đại sứ Hoàng Vũ 2017 Lương Gia Huy, diễn viên người mẫu David Phạm và nhà thiết kế Việt Hùng. Hương rất là vinh dự khi có thể trở thành một trong những cá thể góp phần xây dựng nên Amstar, và Hương hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, mọi người, các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật sẽ biết đến Amstar nhiều hơn để có thể chúng tôi có thể chắp cánh và nâng cánh cho các bạn bay xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Trong cái quá trình trở thành một hoa hậu thì rất là may khi Hương có thể có rất là nhiều cơ hội đứng trước ống kính bằng cách là diễn xuất là phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình, cũng giống như là các clip về TVC quảng cáo. Thì Hương hy vọng rằng với cái kinh nghiệm của mình cũng giống như là sự am hiểu của mình về nghề, về cách diễn xuất, thì Hương có thể truyền đạt lại và chia sẻ lại cho các bạn trẻ một cái sự đam mê cũng giống như là diễn xuất làm sao tốt hơn để có thể đạt và được khách hàng yêu thích hơn. Thật chất là lần này David rất là vui khi được hợp tác cùng với những đồng nghiệp của mình và những vị tiền bối rất là tài năng, và chính vì điều đó David muốn một phần công sức của mình để mang tới cái sự gọi là mới mẻ cũng giống như là giúp sức cho các bạn trẻ có năng khiếu và cũng như là có đam mê đối với sàn catwalk cũng như là thể hiện mình trước ống kính. Những cái kinh nghiệm rất là quý báu mà David đã từng trải trong cái sự nghiệp của mình về diễn xuất cho nên trước ống kính cũng giống như là trên sàn catwalk, có thể là nó sẽ không có giống như tất cả những gì bạn nghĩ, nhưng mà chí ít những cái kiến thức đó sẽ giúp cho các bạn vượt qua những cái khó khăn mà trong tương lai các bạn sẽ gặp. Tham gia học tập tại Amstar Model Academy, các bạn trẻ sẽ có cơ hội để tiếp cận với những kiến thức về nghề cũng như được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, học viên cũng sẽ được đào tạo các kỹ năng mềm, các kiến thức cơ bản về makeup, catwalk, phối đồ. Bên cạnh đó là khả năng chuyển động theo âm nhạc, đẹp hơn ở phong thái đời thường hay những kỹ năng về ứng xử trước đám đông. Amstar sẽ giúp cho những người mẫu trẻ tự tin và hoàn thiện tố chất của người mẫu chuyên nghiệp hơn sau mỗi khóa học. Dự án này đây là một cái dự án tôi thấy cũng rất là khá thú vị. Cho cái vấn đề ở đây là mình đang là đào tạo một cái thế hệ mới thì cần những cái gọi là cái sự chuyên nghiệp. Bản thân tôi là cũng đã là tham gia những vai trò là giám khảo một số các cuộc thi. Thì khi tham gia những cái vai trò là giám khảo như vậy đó thì tôi thấy rằng là các bạn vẫn chưa cái sự tự tin đứng trước ống kính hoặc là cái sự chuyên nghiệp nó chưa có, thì chúng tôi đang cần cái truyền tải ở đây là
cho một cái thế hệ mới, làm sao đó khi các bạn trưởng thành và các bạn ra một cái nghề hoặc là những cái cuộc thi chuyên nghiệp thì các bạn là những nhân tố chuyên nghiệp. Điểm mới lạ của Mstar là có cả những khóa đào tạo nâng cao cho những người mẫu đã bắt đầu tham gia biểu diễn nhưng chưa hoàn thiện kỹ năng, cũng như các lớp người mẫu nhí để các em được rèn giũa một cách bài bản từ những bước chân non nớt đầu tiên trên sàn các quốc. Ngày 6 tháng 4 sắp tới, bộ casting tuyển chọn dàn người mẫu đầu tiên của Mstar sẽ diễn ra, và cùng với đó là chuyến công tác tại Thái Lan vào tháng tới sẽ là hoạt động mở đầu cho hàng loạt những kế hoạch dài hơi của Mstar trong năm nay.